Rồi hello anh em đã quay trở lại kênh của mình Biker. Thì hôm nay là sẽ quay xe của anh em. Xe của anh em chứ không phải xe của tôi nha. Tại vì những xe này là anh em đã cọc hết rồi à. Và bây giờ quay cho anh em xem kiểu như là những anh em hiện tại đang ở xa, hoặc là anh em đang bị cách ly ấy, người ta chưa lấy xe được. Mình quay để cho anh em biết là khi mà mình mua xe, mình cọc xe thì mình rất là ham muốn để nhìn được con xe mình. Thì bây giờ mình sẽ quay clip. Thì con xe này mình để chân thì mình không có nói nha. Cái chính Venon để chân, sau này mình để chân ở ngoài quán cà phê nữa đó. Thì những con xe chân là mình đem qua bên một nhà khác rồi, lâu lâu đem qua một chiếc chân để đổi không khí thôi nha anh em. Thực sự mình có rất là nhiều xe để chân đó, thì lâu lâu đổi thành chiếc cho anh em coi thôi. Nhưng mà sau này nếu như mà có ra quận 1 quán cà phê đó thì mình sẽ chân hết vàng phân khối lớn luôn, nguyên vàng ngàn luôn. Ở đây vẫn giữ là phân khối nhỏ cho anh em, từ 600 đổ xuống cho anh em chơi ở đây để mình bảo trì xe rồi ở đây luôn. Thì đây là con Z9. Z9 này mình kể lịch sử cho Z9 Odo 4600. Thì có nhiều anh em là dành con này nha. Dành con này, nhưng mà anh em nào tới trước thì mình để anh em trước thôi. Anh em nào ấy trước thì để anh em trước thôi nha. Đó, còn con này thì có một anh số điện thoại là 66 đuôi á, là gọi đặt mình bữa giờ, nhưng mà cũng nhiều anh em lắm, nhưng mà mình đang chốt rồi. Anh em nào gửi cọc trước thì mình sẽ chốt trước. Mà hiện tại là xe này chỉ anh em gọi điện hỏi thôi nha. Rồi con này thì anh em là qua em qua là em chốt luôn đúng không? Đúng rồi. Không, em qua là em coi xe em chốt luôn, có nghĩa là anh mới đăng à, mà lúc anh đăng em thấy chưa? Chưa thấy là qua chốt luôn. Con này là xe có vô độ nè. Xe này mới đô đai xong là 1.300, chuẩn 1.300. Rồi con này là của một người anh đã cọc mình Z3, cọc màu đen nhưng mà mình về màu cam. Để mình cho anh em nghe tiếng vô độ luôn. Nếu như anh có coi clip này thì nhớ comment ha. Thì ảnh cọc rồi, hình như là một tuần nữa ảnh qua lấy á. Đó, cho anh em nghe tiếng bô. Đây. Thì cái con Z300 này, lại con Ninja 300 á, là nó có một cái nhược điểm là ngay cái yên á. Cái yên anh em nào mà đi dòng 300 này, Z300, Ninja 300 là cái yên này á, nó ở cái hai cái ngàm này nè, nó không có chắc nha anh em. Khi mà anh em kéo ngược lại thì nó sẽ bay cái yên ra. Anh em hình dung qua những anh em mà chơi Z300 nên Z300 là đều biết cái lỗi nhỏ này nha. Nhưng mà ở đây là người ta có lên một cái tay cầm để khắc phục được cái lỗi này. Cái tay cầm anh em thấy chưa, tay cầm mới khắc phục. Tại vì khi con này anh em kéo ra là cái này nó sẽ bung ra luôn, bắt buộc anh em phải gắn vào lại đó, cho nên phải tay cầm. Những con này và những con 300 á, những con Ninja 300 và Z300 con nào cũng bị một cái nhược điểm này nha. Và người ta đã khắc phục bằng cách cầm cái tay cầm, không cầm này nữa. Cầm này là cái đầu rồi nè, nó bung lên luôn thì mình phải gắn lại từ đầu. Đó, là người ta đã khắc phục được cái này. Đây là Z300 của một người anh. Xe là hiện tại đang dán keo nghiêng con, y chang con này luôn, dán keo nghiêng con. Đây là con su của một người em. Con này là con su đầu dế á, hay là con su đầu ke, anh em thích kêu su nào kêu. Của người em là hình như là về bữa lấy á. Đó, quay cho anh em xem. Rồi con này là cũng của một người em, là giờ nhiều quá rồi, gì không nhớ tên luôn. Hiện tại đang cách ly ở tỉnh. Bây giờ cho em nó nghe tiếng bô. Ừ, còn số không công? Nè. Đó. Rồi ok chưa? Thì ảnh kêu anh Minh ơi cho em nghe thử tiếng bô đi. Thì ảnh háo hức lắm, ảnh háo hức con này lắm. Cho nên bây giờ phải quay cho ảnh coi. Con bên đúp này thì cũng có nhiều anh em hỏi nhưng mà chưa. Bên đúp này chạy rất là ngon luôn. Xe mới gần 200 triệu, xe cũ là 110 mấy triệu thôi. Xe này nó có đát trên đây là 20 tháng 10 2020. Xe này có đát cho đồng hồ nha. Đây là con CB150 là của một người em ở Phú Yên. Chờ mình phải gắn thêm một số đồ chơi nó mới gửi. Gắn cái đuôi zin lại gắn chống đổ xong mới gửi. Đây em trai Phú Yên có coi thì nhớ comment vô luôn. Đó, đó xe của anh em hết rồi đó. Đó xe của anh em không đó. Rồi quay cho anh em coi. Đó xe của anh em không à. Rồi tiếp vô đây. Đây là một con su đầu dế nữa. Con su này là phục upside down nè anh em.
thì cũng của một người em mà đã cọc trước rồi. Thì bây giờ mình còn vô cái đầu mới, lại theo yêu cầu lên lớp 140 là chuẩn bị vô cho thằng em đó. Vô xong xuôi hết rồi mới giao xe. Đó, nè, phuộc upside down rất là đẹp. Phuộc này là thay của CB190. Đây đây đây, quay gần nè. Thay của CB190. Đó, rất là đẹp, xu mà lên phát upside down rất là chắc chắn. Còn xe này là của một người em ở dưới tỉnh nè, đặt cọc mình rồi nè, chờ người anh qua lấy nè. Xe có bộ độ nè, xe đẹp không anh em, chìa khó nè. Đây bộ độ nè, đây là R15. Nói chung mấy anh em mến lắm, bộ độ đồ chơi quá trời. Em quay xuống bảo vệ các nước rồi đi, dây dầu rồi nè, bảo vệ các nước, dây dầu, xi nhan, thấy không, xi nhan chắp chá chớp không. Rồi cho anh em nghe tiếng bô nè. Đó anh em thấy chưa, vỏ mới tinh đã lắm anh em. Này của một người em mà cũng đã cọc rồi. Xe này nổi bật là cặp đèn nè, cũng một người em ở Sài Gòn mà chưa có bằng lái nên gửi bên mình luôn, chưa có lấy mình để em góc sâu luôn là vậy đó. Xe này có cặp đèn đẹp lắm, để mở cho anh em coi. Mấy anh em đó, cặp đèn nè, anh em thấy chưa, đẹp không, đẹp không, coi nè, có cảm ứng nè anh em. Đây coi có cảm ứng nè, đâu cảm ứng chạm tay vô đây nè, mày qua dưới đèn cho người ta thấy chứ nè, cảm ứng nè. Đó, thấy không, đã không, đã không, vuốt cái tay đã có cảm ứng. Xe này nổi bật là cái cặp đèn bi cầu, nhưng mà khi mà anh em lên bi cầu rồi đó là cái ưu điểm của nó là đẹp, nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó sẽ mất zin. Nhưng mà không sao, cái đèn này không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ là bỏ cái đèn zin thôi, bỏ cái đèn led zin trong và thay luôn cái cặp bi cầu rồi thôi, mà rất là đẹp đó. Mình để xét góc đó, đó là xe của anh em hết rồi. Còn nhiều xe nữa mà mình đang để bên kia để lên một số đồ chơi cho anh em á, nhưng mà bây giờ mình quay chỉ một số anh em ở đây thôi. Đó, quay số anh em, quay lại cho mấy anh em coi cái những con xe của mình nè. CB Phú Yên, em ở dưới tỉnh đòi nghe tiếng bô hoài. Đó, dưới tỉnh đòi nghe tiếng bô hoài, Ninja 300. Con này là bản kỷ niệm, con này rất là hiếm nha. Hiện tại mà cái con mà ô đô thấp như vậy là chỉ là một người anh em ở Đà Lạt, một người anh em ở chơi ở đây, chơi ở Sài Gòn, nhưng mà người ta mở hôm tay trên Đà Lạt. Bây giờ trên hôm tay á, là người ta không kinh doanh nữa. Đó, cho nên bây giờ người ta gửi xe xuống lại, xe này để chân trên hôm tay á, bây giờ gửi xuống lại cho mình bán, cho anh em nhường lại cho anh em. Còn xu này là một anh em ở Bình Thuận, biển số 2626. Đó, nhường lại cho anh em, xu này đẹp lắm, lên đồ chơi rất là nhiều. Nói chung là đối với những anh em mới chơi mà xe mà có sẵn 4-5 món đồ chơi gọi là nhiều rồi nha anh em nha. Còn những anh em chơi sành điệu, chơi lâu thì mình không nói, đối với người ta mới chơi, đối với là đồ chơi là nhiều rồi. Anh em ấy nha, rồi bây giờ xe này là dắt xuống cho đại ca này lấy về luôn, sẵn che cho anh em nghe tiếng bô nè. Bô này quay cái cổ ơi, cái cổ titan cũng dễ thương lắm. Thấy không? Thấy không? Quay thấy không? À, cho anh em nghe tiếng bô nè. Rồi. Rồi bây giờ anh nhắc xuống cho em ha, xong rồi nãy giờ anh em mình giấy tờ là xong hết rồi. Cây bô zin đây nè. Đó, bô zin xong rồi giờ dắt xuống cho em. Đó, xe nè rất đẹp. Hôm qua chủ xe rất là dễ thương, chủ xe này nè, đúng ra là anh nói là anh không biết cái chìa khóa zin ở đâu, có nghĩa là có thằng chìa, tại vì xe người ta để dựng đâu rồi á, người ta không có quên, người ta không nhớ, thì ảnh mới tìm được, xong anh chạy qua anh đưa cho mình liền. Đó, anh bán xe này anh rất là dễ thương luôn. Đó, anh chạy qua mình hai chìa đã không, nhìn đã nhấn nách chơi. Bây giờ mua xe này về chỉ có nhìn vô chỉ biết là xe mới thôi, chứ xe cũ rồi đúng không em. Đó thì bây giờ về giao rồi ra chạy thử đi. Đó. Rồi xuống xe. Rồi vậy là anh em mình xong ha. Nãy giờ chốt kèo xong rồi, đợi mình quay clip á, đợi mình quay clip cho xong rồi mới dám dắt xe đi á. Rồi xíu nữa là em đi xong là anh lấy con MT15 về, anh gửi con su cho mấy em nó vô vỏ rồi cho ấy. Là mình chạy đi sáng giờ luôn anh em, nhiều việc quá rồi, tranh thủ giao xe cho anh em cho nó xong đó. Giờ giao sẵn giao luôn mấy xe kia, là vài bữa anh em qua là giao luôn á anh em. À, xe anh em cọc hết, là khi mà anh em cọc á
là em bỏ giùm anh cái dốc xuống thôi. Khi mà anh em cọc xe là Minh đã giữ xe cho anh em, không người khác mua là mua không được. Cho nên anh em hãy lưu ý nha, cọc là mình giữ xe cho anh em uy tín luôn á, là không ai mua mình, không ai mình mua mình nói là xe đã cọc rồi á. Ê, anh mặc bộ đồ đỏ đen này đi xe đỏ đen hợp á nha. hợp à. Rồi test xe luôn đi em, ra quay xe nè em. Đẹp không? Sao ở ngoài đây còn đẹp hơn, nó mới hơn, tại trong kia là mình tối á, trong nhà tối. Ở ngoài đây nè, quay vòng bạn em mà bạn em vô coi xe nó mới không? Được á, đẹp á. Lột keo trong ra là nó còn mới nữa nha. Cái keo trong này á, mình dán vô thì nó sẽ làm cái xe cũ xíu, nhưng mà khi đi nó khỏi bị chày. Còn khi ra ngoài em thấy không, quá xuất sắc. Đã không? Ok. Rồi giờ thử thôi, đội nó bảo hiểm vô thử. Đội nó bảo hiểm vô chứ. Bảo hiểm em đâu? Con ẹt này anh tưởng xe của Hùng Thi không á, mà quên là xe của Hùng Thi nó sơn lại rồi. Hồi đó xe của Hùng Thi á, thằng đệ mình á, màu này đẹp hơn đúng không? Màu này đẹp nó không chịu đi sơn màu đen. Rồi trải nghiệm vòng đi. Rồi vô đây Bi ơi. Rồi vậy là xong. Dù bận cấp mấy nhưng mà cố gắng quay cho anh em những chủ xe của mấy chiếc xe ở đây, quay cho anh em coi hết rồi đó nha, là anh em không ý kiến gì nữa nha anh em nha. Rồi ok chưa anh em? Ok chưa? Rồi bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở những clip sau. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình, và anh em hãy nhớ xem những mẫu xe mới nhất trên cái bay này đó, mà những mẫu xe mới nhất mà mình để trên bay, và nhớ đăng ký kênh và nhớ like và bấm chuông để những video mới nhất nó mới hiện lên nha anh em nha. Còn anh em mà không bấm chuông là nó không có hiện lên, để chuông á đó. Rồi cảm ơn anh em nha.